Sáng ngày 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang Đà Nẵng, Thủ tướng lưu ý, Đà Nẵng là thành phố có vị trí chiến lược quan trọng nên các lực lượng vũ trang cần chủ động cao, cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, xây dựng bản lĩnh chiến đấu vững vàng, tác phong huấn luyện, đặc biệt phải chú trọng xây dựng công tác dân vận. Nhân ngày đầu năm mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố một năm mới an khang, thịnh vượng và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức UBND phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc địa phương tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đời sống cán bộ ngày càng nâng cao và năm mới, sức khỏe, vui xuân, đầm ấm.